Gấp thế nào? Em chỉ cho anh, rất dễ. Đầu tiên thì như vậy, sau đó như thế này. Đúng đúng đúng, cục cưng thật là lợi hại quá đi. Một tổng tài và một người đại diện lớn như vậy, mà vì 30 đồng mà làm chuyện này. Người đang yêu chỉ số thông minh đều không bình thường có phải không? Tiểu thư, sao mọi người gấp rất đẹp? Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản, Từ Hạ. Bạn nhỏ đối diện gấp có sao có chút xấu, có dùng được không? Không sao, gấp đủ số lượng là được. Đạch lại ghét bỏ mình. Mấy cái này không đổi, chị dùng 200, cái kia để giảm 20 đồng được không? Được ạ. Đây chính là ngôi sao do chủ tịch tập đoàn Tư Thị kiêm gia chủ nhà họ Tư tự mình gấp, mình phải giữ làm kỷ niệm. Được. Vì vậy mà của tôi thì có thể tùy tiện bán đúng không? Thật là có lỗi, hoan nghênh lần sau lại khiêu chiến. Bọn họ đang chơi trò gì thế? Là tâm ý tương thông. Bên nam sẽ phải đoán đúng 10 lần lựa chọn của bên nữ. Nếu toàn bộ đều đoán đúng, có thể được 3 vạn tiền mặt nha. Qua, wow, tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Hay nếu không phải là tình nhân thì có thể lên không? Không cần, tình nhân, bạn bè hoặc là người thân đều có thể chơi. Thím, thím rất muốn chơi hả? Tôi đi cùng thím. À, cái này, tên nhóc này, rõ ràng là biết có Tư Dạ Hàn ở đây mà còn gây chuyện. Hừ, muốn chơi mình liền phản đêm. Dù sao Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đi chơi đi. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Cửu thúc đồng ý rồi, báo danh, báo danh. Tư Dạ Hàn sao lại đồng ý? Hôm nay gặp quỷ rồi đúng không? Được rồi, hai vị khách tiếp theo đến rồi, chúng ta cho một tràng vỗ tay để hoan nghênh. Quan hệ của hai người là gì? Bạn trai, bạn gái, tình, người thân? Lát nữa màn hình lớn sẽ ngẫu nhiên hiện ra hai ảnh. Người phụ nữ sẽ chọn trên máy tính bảng một tấm, người nam sẽ phải đoán ra một tấm mà người nữ lựa chọn mới có thể ghi điểm. Trước mắt điểm cao nhất là 9 điểm, phải vượt qua 9 điểm mới có thể giật giải nha. Thế thì trò chơi bắt đầu, ô ô, cố lên. À, coi như là vì tiền đi, soạt, bíp. Mình là một tín đồ ăn uống, tất nhiên mình chọn hoa hướng dương. Từ Hạ, dù có ngốc nghếch đi nữa cũng không đoán ra được điểm này ha. Hoa hồng đen, đoán sai rồi. Bạn nữ chọn hoa hướng dương. Tên nhóc này có bị mù không? Tặng điểm rõ ràng như thế. Soạt. Từ Hạ chắc không sai đâu. Cái này còn cần phải chọn sao? Chắc chắn là hổ trắng rồi. Cẩu đầu chạm. Con mắt nào của cậu thấy tôi thích cẩu đầu chạm? Khục. Hai đề trước có vẻ khó khăn, nếu bạn nam đoán sai trong câu thứ ba thì chắc chắn không nhận được giải thưởng. Soạt. Thật tốt quá, câu này dễ nhất, nhất định là hoa rồi. Khẩu súng kia M416. Đậu xanh, cậu đoán làm sao thế? Hoàn toàn tránh hết đáp án chính xác thế chứ. Tôi dựa theo sở thích của cô, đoán cô đó. Cô không nhìn lại mình xem cô chọn cái quái gì? Cái tôi chọn thì có vấn đề gì sao? Có cô gái nào thích cẩu đầu chạm? Còn chọn hoa đậu hồng đen? Người không thấy tôi trồng một sân hoa hướng dương à? Đại ngu ngốc. Đậu xanh, cô rõ ràng. Hừ, bỏ đi. Đuối lý rồi hả? Đại ngu ngốc. Hoan nghênh lần sau lại đến thử thách. Không vui. Đều do cháu trai của anh. Rõ ràng cậu ta đoán sai. Còn làm như lỗi do em chọn sai vậy. Chơi cùng anh một lần không? Anh muốn em chơi cùng anh. Ừ, chơi không? Đương nhiên được rồi. Được rồi các vị khán giả, tiểu thư lúc nãy đã đem bạn trai quay lại rồi đây. Lần này cô ấy có thể thử thách thành công như ý nguyện không? Để chúng ta cùng mỏi mắt chờ mong. Soạt. Cái thứ hai, hạnh nhân cái đầu cậu, tôi rõ ràng thích ăn dâu tây hơn được không? Dâu tây. Chúc mừng, cuối cùng cũng đoán đúng rồi. Đơn giản mà, bạn trai tôi không phải là đồ ngốc.
Mau ra câu tiếp theo đi. Được thôi, thử thách tiếp tục. Màu son nào là màu son mà bạn gái của anh đã dùng qua? A, B. A, chính xác. Bạn gái nói, đừng nói chuyện với em nữa có nghĩa là gì? B, chính xác. Anh cảm thấy bạn gái sẽ trang điểm cho anh như thế nào? B, mắt to tròn dễ thương. Chính xác. Liên tiếp đoán đúng 8 câu. Cứ theo tiết tấu này thì có hy vọng lấy giải rồi. Bạn gái anh thích cuộc sống như thế nào? Soạt. Bước thứ 2, nhấn hai cái đầu cậu. Tôi yêu cuộc sống hòa bình, an yên. A. Chính xác. Đoán đúng liên tiếp 9 câu. Đôi tình nhân hiểu ý nhau này có thể hay không đáp đúng cuối câu cuối cùng. Đúng là làm cho mọi người đều mong đợi rồi. Lợi hại quá. Cố lên A. Soạt. Đây là muốn gây phiền phức cho người chơi sao? Hai cái súng này nhìn rất giống nhau mà, nên chọn cái nào? Câu hỏi này hình như rất khó, hơn nữa sắp hết giờ rồi kìa. Là súng M2000 và súng thật và súng mô phỏng nó. 10, 9, 8. Kỳ lạ thật, tuy là không biết nên chọn cái nào, nhưng vì sao mình lại có cảm giác bước đầu tiên rất quen thuộc. 7, 6, 5. A, dựa vào cảm giác chọn đi. 4, 3, 2. Những lần trước Từ Dạ Hàn đều chọn rất nhanh, lần này suy nghĩ có chút hơi lâu. 1. A, chúc mừng, đoán đúng rồi. Liên tiếp đúng 10 câu, đúng là hiểu ý nhau quá. Nhìn xem, người ta đều đoán đúng, còn chúng ta chỉ đoán đúng có 2 câu. Anh căn bản không yêu em. Đây là biết đọc tâm thuật sao? Các vị, câu hỏi cuối cùng lúc nãy do ông chủ quán đề ra. Ông ấy là một người rất mê súng. Hai người nhìn bức ảnh có vẻ không có gì khác biệt, nhưng thực ra bức thứ hai là mô phỏng, còn bức đầu tiên là súng thật. Không lẽ cô cũng là người mê súng sao? Có thể biết được đâu là súng giả súng thật ư? Tôi không biết gì hết về súng, chọn bừa đó. Đúng là tâm linh tương thông với nhau. Vậy thì chúc mừng hai vị đã nhận được giải thưởng cực kỳ lớn, đồng thời cũng chúc hai vị bên nhau hạnh phúc, cảm ơn. Anh yêu, chúng ta quả nhiên là tâm linh tương thông, trời sinh một đôi. Em vui là được. Mình từng rất ghét bị Từ Dạ Hàn khống chế, nhưng bây giờ xem ra chính là hiểu rõ rất nhiều. Này tiểu vương tử đoán đề, thưởng cho cậu tiền ăn vặt này. 3 vạn mà cho có 100 tệ. Thành tích của cậu chỉ có thế. Cảm ơn, con về trước đây. Cháu trai đi cẩn thận. Tuy là lúc nãy Từ Hạ chọn bừa, nhưng thực ra mình không có tư cách nói cậu ta. Bởi vì lúc đó mình cũng muốn chọn cái ngược lại, nhưng không biết vì sao. Nhưng mà có cảm giác tối nay Từ Hạ có chút kỳ lạ. Ngay cả Tư Dạ Hàn hình như cũng có chút không giống như ngày thường. Sao thế? Mất khống chế. Tư Dạ Hàn lâu rồi không có bộ dạng như thế này. Đừng tin tưởng hắn. Đừng tin ai? Từ Hạ. Vâng, em chỉ tin tưởng anh. Quả thật, Từ Hạ là huyết mạch dòng chính, cũng có quyền được thừa kế. Muốn tranh vị trí gia chủ cũng không phải không thể. Lẽ nào người đứng sau kia có quan hệ với Tư Hạ? Chỉ là mình cảm thấy Tư Hạ không giống người máu lạnh đến mức đến cả lão thái thái cũng xuống tay được. Đúng rồi, bà nội hy vọng chúng ta có một đứa con. Cái gì đứa con? Còn chưa kết hôn đâu, làm sao lại trực tiếp nhảy ra đứa nhỏ được chứ? Yên tâm, anh không có tính đến chuyện này. Hơ, cái đó em cũng không muốn. Từ Dạ Hàn vậy mà lại đồng ý. Là vì tị cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa sao? Hơn nữa với tình hình sức khỏe của Tư Dạ Hàn, quả thật không thích hợp để có con. Nhưng mình lại có chút không đành lòng nhìn bộ dáng mất mát của anh ấy. Chuyện đó, nếu thân thể của anh điều dưỡng tốt rồi, cũng không phải không thể cân nhắc. Được. Tim của Tư Dạ Hàn đập rất nhanh.
Về nhà thôi, vâng. Không biết tại sao một loại trực giác không hề có lý do nói cho mình biết. Bất kể ai trên thế gian này đều có thể hại mình, nhưng người đó nhất định không thể là Tư Dạ Hàn. Bác sĩ Tôn, xin hỏi có xem ra cái gì không? Tôi vốn tưởng rằng sức khỏe của cửu thiếu gia chắc chắn sẽ chuyển biến xấu, nhưng kết quả, sức khỏe của cửu thiếu gia vậy mà lại có chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Tốt quá rồi. Nhưng vừa rồi, theo mạch tượng xem thấy, nhiều bộ phận của cậu ấy bắt đầu suy kiệt. Hiện tại, biện pháp giải quyết duy nhất chỉ có thể trong vòng 3 tháng, ghép nội tạng. Cái gì 3 tháng? Cái ghép nội tạng chỉ là kế hoạch ngắn hạn, như vậy Tư Dạ Hàn mới thoát khỏi cái chết. Tại sao đã dùng hết toàn lực, lại không thể thay đổi được kết quả kiếp trước chứ? Bác sĩ Tôn, ngài vừa nói sức khỏe của A Cửu bắt đầu chuyển biến tốt. Nếu trong vòng 3 tháng không dựa vào cái ghép nội tạng, chỉ dựa vào điều dưỡng thân thể có thể khôi phục lại được không? Chuyện này cũng có khả năng, nhưng nếu thất bại, chỉ sợ bỏ qua thời cơ cấy ghép nội tạng, đến lúc đó sinh mệnh của cửu thiếu gia cũng không còn nữa. Các người xác định muốn làm như vậy sao? Họp nghị quyết, được, em làm cùng anh. Quả thật, bây giờ bệnh tình của Tư Dạ Hàn đã không thể giấu nữa rồi. So với giấu giếm, không bằng trực tiếp cùng các tộc lão thương nghị một cách quang minh chính đại. Chị dâu, hôm nay gọi chúng tôi đến đây là có chuyện liên quan đến gia chủ sao? Đúng vậy, bác sĩ Tôn đề nghị trong vòng 3 tháng phải thay nội tạng cho tiểu cửu. Các người thấy sao? Cái gì trong vòng 3 tháng? Chuyện này đương nhiên phải gấp rút làm rồi. Không cấy ghép thì sinh mệnh của gia chủ sẽ nguy hiểm. Cấy ghép ít nhất còn có thể chống đỡ được vài năm. Hừ, ngoài mặt thì lo lắng cho Tư Dạ Hàn. Kỳ thật bọn họ chỉ sợ là Tư Dạ Hàn rớt đài, liên lụy đến lợi ích của bọn họ mà thôi. Nếu không có ai phản đối, vậy chuyện giải phẫu cứ quyết định như vậy đi. Kế tiếp, tôi phản đối. Nếu cấy ghép nội tạng có thể làm cho A Cửu sống khỏe mạnh, tôi không có ý kiến. Nhưng cấy ghép nội tạng chỉ là trị ngọn không trị tận gốc. Chuyện này tuyệt đối không phải là cách giải quyết tốt nhất. Ha, bác sĩ Tôn đã nói rồi, không làm phẫu thuật cũng chỉ có thể chờ chết. Cô còn phản đối. Đúng đó, cô muốn hại chết gia chủ sao? Sức khỏe của A Cửu chỉ cần điều dưỡng thích hợp là có thể khôi phục trở lại. Tôi điều dưỡng cho A Cửu có hiệu quả. Điểm ấy bác sĩ Tôn có thể làm chứng. Quả thật là như vậy. Vì vậy xin cho tôi 3 tháng này tiếp tục điều trị cho A Cửu. Nếu đến lúc đó vẫn phải phẫu thuật, tôi xin nguyện chịu phạt. Nực cười, 3 tháng nếu gia chủ xảy ra chuyện gì, cô có thể chịu trách nhiệm nổi. Bác sĩ Tôn đều bất lực, còn có thể đến lượt cô khoa chân múa tay. Cô ấy quả thật không chịu trách nhiệm nổi, cho nên tất cả trách nhiệm sẽ tự tôi gánh vác. 3 tháng sau, nếu tôi chết, việc của Tư gia hết thảy đều dựa theo di chúc mà thực hiện. Cái gì? Di chúc? Tư Dạ Hàn từ lúc nào mà đến cả di chúc cũng viết xong rồi. Tiểu cửu, con, hai, cứ làm theo những gì con nói đi. Tuy rằng bất mãn Diệp Oản Oản tự chủ trương, nhưng mình cũng không muốn để tiểu cửu phẫu thuật. Chúng tôi phản đối, ngàn vạn lần không được. Hả? Không ngờ Tư Dạ Hàn thông minh một đời, cuối cùng vậy mà lại thua trong tay một người phụ nữ. Xem ra kế hoạch của chúng ta sắp có thể tiến hành rồi. Ngày hôm qua vì thuyết phục tộc lão, tinh thần Tư Dạ Hàn quá lao lực, tự hồ càng thêm suy nhược rồi. Cửu gia, Oản Oản tiểu thư, Tiết tổng và Nhược Hy tiểu thư đem theo phần văn kiện khẩn đến, cần cửu gia ký tên. Cơ thể Tư Dạ Hàn mới khỏe hơn một chút, mà lại muốn anh ấy làm việc rồi, Tần Nhược Hy này. Cửu gia, ngài xem. Không cần hỏi tôi. Thế hỏi ai? Hỏi tôi. Cửu gia đâu? Ở bên Thâm Thành có văn kiện khẩn. Cần cửu gia lập tức ký tên. Anh ấy không rảnh, có chuyện gì thì nói với tôi là được. Cô, mấy hợp đồng này là tài liệu cơ mật, chỉ có thể giao vào tay của cửu gia thôi. Diệp tiểu thư, sự việc trọng đại, nếu Tư tổng còn tỉnh thì vẫn nên bảo ngài ấy giải quyết ổn thỏa.
Không, Tần tiểu thư, cửu gia anh ấy, đã đến lúc nào rồi mà chúng ta còn phải nhìn sắc mặt người ngoài. Giám đốc Tần, chúng ta đi. Xin lỗi Diệp tiểu thư, sự việc thực sự rất gấp. Cửu gia nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, những chuyện này sẽ do tôi phụ trách. Cũng chính là, bây giờ tôi nói là tính. Đúng thế. Cái gì do cô ta phụ trách? Cái này, Tư Dạ Hàn lại để cô ta. Tư Tổng bây giờ đang dưỡng bệnh, thực sự không nên lao lực. Nếu như Tư Tổng đã đồng ý, vậy thì phiền trợ lý Hứa giao văn kiện cho tiểu thư đọc đi. Vậy không tiễn, dầm, người phụ nữ này đúng là ép người quá đáng. Sao có thể tùy tiện để cô ta nhúng tay vào chuyện liên quan trọng đại như vậy? Nếu như cô ta ở sau lưng cửu gia làm chuyện gì, hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu như là người cửu gia tin tưởng, chắc sẽ không đâu. Cái gì mà không, giám đốc Tần, cô cũng nghĩ người ta quá tốt rồi đó. Người phụ nữ kia ở bên cửu gia rõ ràng là có mưu đồ, sớm muộn cũng hủy hại công ty thôi. Nhưng bây giờ cô ấy là người mà cửu gia tin tưởng nhất, tôi cũng không thể. Cô không thích hợp để nhúng tay, để tôi sẽ đến tổng công ty để tìm các vị lãnh đạo, tuyệt đối không thể để như thế được. Mình không thể phản bác Diệp Oản Oản, như thế có thể sẽ bị hiểu lầm là muốn tranh đoạt vị trí phu nhân. Nhược Hy tiểu thư, sức khỏe của chủ tử là thật sao? Lưu Ảnh, hôm qua trong đại hội gia tộc, cửu gia và lão phu nhân đã đích thân nói ra. Đáng ghét, tôi nghe nói người phụ nữ đó còn ngăn cản chủ tử làm phẫu thuật. Diệp tiểu thư cũng là vì sức khỏe của cửu gia thôi. Bây giờ cô ấy bắt đầu giúp đỡ cửu gia xử lý công việc trong nội bộ công ty rồi. Rõ ràng cô ta muốn hại chết chủ tử, còn muốn nhúng tay vào nội bộ công ty. Tôi nhất định không để cho cô ta đắc ý. Hừ. Lưu Ảnh, anh quay về rồi, tìm tôi có việc gì sao? Bốp. Hứa Dịch, cậu có phải là không chỉ quên mình là ai, ngay cả chủ tử cũng quên rồi, ngã huỵch. Cậu nghĩ tôi phản bội ư? Đúng thế, nhìn lại dáng vẻ quỳ gối bên người phụ nữ kia đi. Lưu Ảnh, chú ý câu từ của cậu đi. Cậu đừng quên, tiểu thư Oản Oản đã cứu chủ tử, cứu tất cả chúng ta, bao gồm cậu. Lần đó, nếu không phải là có điệp viên báo tin, thì cô ta có thể làm gì được chứ? Bây giờ không những nhúng tay vào nội bộ công ty, còn phát lệnh cho cậu, cô ta có tư cách gì? Chỉ là loại người bán thân câu dẫn chủ tử thôi, Lưu Ảnh. Hội nghị 3 tháng chưa tới, ai cũng không được nói sằng bậy. Hơn nữa, tôi rất rõ tôi đang làm cái gì. Tôi cũng không phản bội chủ tử. Ngược lại, cậu nên tỉnh táo lại đi. Bảo Bảo, nghe xong em tổng kết văn kiện, chắc là có giúp gì được cho anh chứ? Theo logic thì không giúp gì được. Ừ, vậy chẳng phải em làm những việc này vô ích rồi sao? Anh yêu à, hay là anh dạy em những chuyện này đi, sau này đợi em lên tay rồi thì có thể giúp anh phụ trách. Em muốn học à? Đúng thế, em đã quyết định rồi. Mình biết nhúng tay vào nội bộ công ty thì sẽ làm bản thân có nhiều đối thủ hơn. Nhưng mình không muốn Tư Dạ Hàn phải lao lực mà chết. Đợi chút, em đi nghe điện thoại. Wow, là Yên Nhiên, mình mới nhớ ra sắp hết kỳ nghỉ hè rồi. Giang Yên Nhiên. Hơn nữa, kỳ nghỉ hè bận quá, mình cũng không có thời gian liên lạc với Yên Nhiên. Alo, Yên Nhiên, Oản Oản, sao thế? Nghe giọng của cậu, không có sức lực thế. Tùng tùng. Oản Oản, mình chắc là phải chia tay rồi. Cậu nói gì thế? Vì sao đột nhiên lại chia tay? Sở Phong sao rồi? Lúc anh ta qua lại với mình, thì anh ta cũng đang ở bên một cô gái khác. Sao có thể, cho dù có cho cậu ta 100 lá gan, cậu ta cũng không dám sẽ làm ra chuyện đó đâu. Hay là cậu nhầm lẫn gì rồi? Sao có thể sai được? Ngày đó mình tận mắt nhìn thấy anh ấy đi dạo siêu thị với một cô gái. Mình gọi điện cho anh ấy nói dối là đang ở nhà. Thế giờ cậu đang ở đâu? Quán bar Phí Sắc. Quả thật, nếu không có gì mờ ám sao lại nói dối? Mình biết rồi, mình qua đó ngay. Kêu Hứa Dịch, đưa em đi. Vâng, em sẽ về nhanh thôi. Bây giờ mình và Tư Dạ Hàn nói chuyện với nhau, không ngờ lại tự nhiên đến như thế.
Hơn nữa bây giờ mình liên lạc gặp mặt bạn bè, cũng không sợ anh ấy không cho phép. Hứa quản gia, mau chở tôi đến quán ba Phi Sắc. Hứa quản gia, mặt của anh làm sao thế? Không sao, đụng trúng cửa thôi. Oản Oản tiểu thư có gì phân phó? Đụng trúng cửa mà thành như vậy, tôi đoán cái cửa đó gọi là lưu ảnh ha. Ách, thật sự không sao. Oản tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì sao? Không có việc gì, anh gọi lưu ảnh đến đây đi. Kêu anh ta lái xe đưa tôi đến quán ba Phi Sắc. À, không phải, để tôi đưa cô đi. Tôi đổi ý rồi, không được sao? Được, được. Đáng ghét, vậy mà lại xuống cấp đến mức phải hộ tống người phụ nữ này. Quả thật là nhục nhã. Yên nhiên, Oản Oản, cậu đến rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu xác định Sở Phong có phải là đi dạo phố với cô gái khác không? Xác định rồi, không tin mình cho cậu xem ảnh. Ách, xem ra quả thật là mập mờ. Nhưng sao lại cảm thấy mình đã gặp qua cô gái này ở đâu đó? Trần Thiếu, mau đến đây xem đi. Cô gái phía dưới kia. Ổn chết đi được, không phải là cô gái uống rượu vừa nãy sao? Chưa thấy con gái bao giờ sao? Không phải, người mới đến. Bên cạnh, cô ta ở bên cạnh cô kia. Xùi, mày đúng là chưa trải sự đời. Để tao xem có gì tốt đâu. Ừm, đạch cực phẩm. Không ngờ rằng ở đây còn có thể gặp được hàng cực phẩm như vậy. Yên nhiên, ngoan. Cậu say rồi, chúng ta về nhà trước đi. Nào có, mình chưa có say. Mình có thể uống nữa. Tránh ra, tránh ra. Vị tiểu thư này, vị này chính là chủ quán bar này, Trần Thiếu, Trần Sĩ Kiệt, muốn mời cô uống một ly, mời cô. Xin lỗi, không có hứng, yên nhiên chúng ta đi. Đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đội trưởng, Diệp tiểu thư bị người khác chọc ghẹo, chúng ta mau qua đó. Gấp cái gì, cô gái đó thích trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, chút chuyện nhỏ này có cần cậu sốt ruột sao? Nhưng đó là con trai cưng của nhà họ Trần, Trần Sĩ Kiệt. Ỷ vào ba hắn mà tung hoành ngang ngược, không biết chơi chết bao nhiêu phụ nữ. Hóa ra cậu cũng biết rõ, đừng khẩn trương, đến lúc để cho cô ta biết. Không có ông chủ, không có nhà họ Tư, cô ta chẳng là cái gì, hừ. Mấy tên xấu xa này, cô bé đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, nếu không, đừng thô lỗ với người đẹp như thế. Nếu người đẹp thích ở đây, bổn thiếu gia cũng có thể chiều. Ha ha ha, Trần Thiếu thật rộng lượng nha. Hai người này rõ ràng nhìn thấy được, lại hoàn toàn không có ý định ra tay. Chắc chắn là lưu ảnh. Mình thật sự xem thường năng lực lôi kéo lòng người của Tần Nhược Hy rồi. Còn không mau, đem cả hai đi. Trần Thiếu hôm nay phải hưởng dụng, nhanh lên chút coi. Vâng. Bốp. Ai vô, đủ cay nha, tôi thích. Cợp cợp, cợp cợp. Nguy rồi. Tuy rằng mình lĩnh ngộ võ công rất cao, năm đó mình cũng theo học qua, hiện tại đối phó với nhiều người như vậy hoàn toàn là không có khả năng. Bạc, qua đây, bỏ tôi ra, chút rượu cho tôi. Loại con gái này mặt ngoài thanh thuần, uống rượu vào là phóng đãng hơn người khác nữa. Nói hay, ha ha ha. Uống, uống cho ông đây. Ực ực ực. Ô, khục khục. Đáng ghét, hai người bọn họ còn chưa ra tay sao? Đội trưởng, Diệp tiểu thư, cô ấy. Trước tiên đừng vội, tôi tự có cách. Người phụ nữ này cứ để cho cô ta chịu huấn luyện một chút đi. Ừng ực, a, đầu mình đau quá. Thế mà đã ngã rồi, tử lượng của tiểu thư tệ quá, ngã nhào. Đợi lát nữa anh đây đến chơi với em nhé, bây giờ ăn món khai vị trước. Ồ. Hì hì, bộp.
Ồ, em tỉnh rồi, đừng vội chứ. Thiếu gia anh đây làm việc đều có thứ tự, tiếp theo mới đến lượt em. Ừ, cô làm gì nắm chặt tay tôi làm gì, bỏ ra. Rắc. Chuyện gì thế này, người phụ nữ này sao lại có lực mạnh như vậy? Cảm giác tay sắp bị gãy rồi. Cô. Anh. Muốn làm gì? Ánh mắt này là gì? Sao không nhìn ra một chút tình cảm chứ? Bịch. Người đàn ông như Trần Thiếu lại bị vứt bay ra ngoài sao? Lúc nãy tay của Trần Sĩ Kiệt bị Diệp Oản Oản dùng lực quái dị làm gãy. Lực đạo và góc độ này tuyệt đối là bị gãy rồi. Đáng ghét, tay của tao, bắt nó lại cho tao, tao muốn mạng của nó. Xoạt. Rầm. Á. Chíu. Ư. Bộp. Đau quá. Rầm. Một người phụ nữ nhỏ bé vậy mà lại hạ gục được bọn họ. Cô ta là quỷ sao? Cô đừng qua đây. Hoàng Mao, anh ở đâu rồi? Ngăn chặn cô ta cho tôi. Lão tử cho cậu 100 vạn. Ồ, 100 vạn. Không có cái giá đó thì mình cũng không muốn ra tay. Ha ha, tiện nhân, xem cô còn dám khoa trương. Người đâu rồi? Cạch, bạn nhỏ à? Súng không phải là đồ để chơi đâu. Cô ta đến bên mình từ lúc nào vậy? Thịt. Nháo nhác. Bà cô à, cô tha cho tôi đi. Tôi sai rồi. Tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đây còn là người sao? Rõ ràng là quái vật mà. Biết sai rồi. Vâng, biết sai rồi. Biết rồi. Biết 1000 lần, biết 1 vạn lần rồi. Nếu đã như thế, vậy thì bỏ đi. Vâng. Thịt. A, xin lỗi, trượt tay. Phù. A, giết người rồi. A, chạy mau, cứu mạng với. Đội trưởng, có phải Diệp Tiểu Thư đã giết chết Lâm Sĩ Kiệt không? Chúng ta mau đi khống chế cô ấy. Đừng đi. Trần Sĩ Kiệt vẫn chưa chết. Lúc nãy nhìn thì có vẻ trúng tim, nhưng vị trí của đạn thực sự rất chuyên nghiệp. Nếu như đạn lệch đi một chút thì Trần Sĩ Kiệt sẽ thật sự mất mạng rồi. Rầm. Cạch. Ô, chóng mặt quá. Giết. Giết hết bọn chúng đi. Hừm, tiểu thư. Diệp Tiểu Thư Oản Oản không cử động nữa. Ánh mắt thật đáng sợ. Tống Tĩnh, mau đi. Đội trưởng sao thế? Hử, Diệp Tiểu Thư, cộp. Xoát. Bốp. Vậy mà một chiêu đánh nứt xương ngực của Tống Tĩnh. Không giống như trêu đùa với bọn người Trần Sĩ Kiệt lúc nãy. Tống Tĩnh, cậu tránh ra. Cô ta hiện tại hoàn toàn là muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Xoát. Đội trưởng, lực đánh này nếu đánh trúng người, nhất định cậu ta phải chết, là không thể nghi ngờ gì. Lưu Ảnh, bắc. Xảy ra chuyện gì? Oản tiểu thư. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Oản tiểu thư lại? Không biết, Oản tiểu thư vừa bắt đầu là đánh bọn côn đồ, nhưng đột nhiên ngay cả tôi và đội trưởng Lưu Ảnh cũng bị bắt đầu công kích. Các người phải cẩn thận. Bịch. Ô, Oản tiểu thư xin dừng tay. Trước tiên theo chúng tôi trở về. Nếu không chúng tôi chỉ có thể. A, bốp. Tiểu thư Oản. Vậy mà lại không ra tay với mình. Xem ra tiểu thư Oản vẫn nhận ra mình. Tiểu thư Oản mời cô trở về với chúng tôi. Bốp. Hu, quả nhiên là mất hết tính người mà. Bịch. Cộp. Ô, tại sao lại tìm đến tôi? Chẳng lẽ là hiện tại ai võ công càng cao thì càng khơi mào sát ý của cô ấy? Xoát, xong rồi. Oản. Bạc. Cựu gia, ngài cẩn thận, hôm nay tiểu thư Oản không giống như ngày thường. Anh đã cảnh cáo em rồi mà, không được đánh nhau.
Hồi tưởng, A Cửu. Hứa Dịch, chở bạn của Oản Oản về đi, đồng thời phong tỏa tất cả tin tức tối nay. Vâng, nhấc lên. Vì thế chúng ta được cứu rồi. Có lẽ thế. Diệp Oản Oản lúc nãy, cho dù trên mình có đối đầu với những người có võ công cao cường, cũng chưa từng cảm nhận thấy thần thủ, yêu quái và hơi thở sát khí đáng sợ như vậy. Hơn nữa cô ta cũng từng để lộ thân thủ, đã làm mình cảm giác cô ta không đơn giản. Tuy nhiên nhìn thái độ của chủ tử, tuy ngài ấy giận dữ nhưng không có thần sắc ngạc nhiên. Không lẽ chủ tử đã sớm biết cô ta có thân thủ như vậy ư? Súng, thôn trang khói lửa ngùn ngụt. Tinh, tách. Chị gái. Ừ, có chuyện gì thế? Sao mình lại quay về Cẩm Viên rồi? Đáng ghét, Từ Dạ Hàn đâu? Lúc bạn gái bị đau đầu thì không có ở đây, cha nam. Rầm, trời ơi. Chuyện gì thế này? Toàn thân đều đau muốn chết. Tối hôm qua, không lẽ, hỉ hỉ, mình chỉ nhớ hôm qua đụng phải một đám lưu manh, không lẽ mình bị người ta đánh một trận sao? Anh biết chuyện hôm qua không? Lợi hại quá. Cái này ai mà không biết, sớm đã truyền ra ngoài rồi. Cái đó xin hỏi chủ tử của các người ở đâu? Gào. Ách, có ý gì vậy? Mình rất đáng sợ sao? Thuộc hạ không bảo vệ được cho Diệp tiểu thư, cam nguyện chịu phạt. Không liên quan đến Tống Tĩnh, là thuộc hạ ngăn anh ấy ra tay. Các cậu cũng có tình có nghĩa đó. Tiêu rồi, chủ tử sắp trừng phạt rồi, không chừng là xảy ra án mạng. Cái đó làm phiền một chút. Là Diệp tiểu thư. Lại nữa, việc này là thế nào? Mình là quỷ sao? A Cửu, sao toàn thân em lại đau như thế này? Không lẽ đêm qua ai nhân cơ hội em không chú ý đánh em sao? Phu nhân, chúng tôi đánh cô, đây quả nhiên là bị oan ức mà. Đau ở đâu? Ở đâu cũng đau, xương cũng giống như có người đánh gãy. Anh xem tay của em cũng bị thương rồi. Đây rõ ràng chỉ là rách một ít da mà. Hứa Dịch, đi lấy hộp thuốc đi. Vâng, chủ tử tin thật sao? Thân thể em lâu ngày chưa vận động rồi. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ tìm người dạy em học võ. Mỗi ngày đều kiên trì luyện tập. Ồ, ai dạy em? Thập Nhất, bắt đầu từ hôm nay, cậu làm thầy của cô ấy. Á, cái gì? Có vấn đề gì sao? Không, không có vấn đề gì. Sao lại không có vấn đề chứ? Mình dạy tiểu thư Oản Oản ư? Đi làm cái bao cát thì đúng hơn, được không? Nhiệm vụ như thế này nên giao cho Lưu Ảnh, nhưng chủ tử lại giao cho mình. Xem ra lần này Lưu Ảnh thực sự chọc giận chủ tử rồi. Từ Dạ Hàn muốn trừng trị bọn họ, chỉ thấy chết không cứu, giống như kiếp trước những gì mình gặp phải ở Tư gia không là gì cả. Bây giờ mình chỉ quan tâm sao có thể nâng cao được thực lực của bản thân. Vậy không làm phiền mọi người nữa, thầy Thập Nhất lát nữa gặp. Khổ, được ạ. Được rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay Lưu Ảnh bị tước bỏ chức đội trưởng, để Thập Nhất thay thế đi, trực tiếp tước quyền. Tuy chuyện này chưa so với việc đánh vài trăm roi không nhẹ lắm, nhưng tính mạng được bảo toàn. Vì tiểu thư Oản Oản đến đây sao? Nhưng Thập Nhất chẳng qua cũng chỉ là đội trưởng của một đội nhỏ, sao có thể tiếp nhận làm tổng đội trưởng chứ? Sát hạch đội trưởng mỗi năm, điều quan trọng nhất chính là võ công. Tuy thân thủ của Thập Nhất không tồi, nhưng anh ta liên tiếp thua ba hiệp dưới tay của Lưu Ảnh. Tiếp nhận công việc của Lưu Ảnh như thế, mọi người sao có thể phục? Cửu gia, trừng phạt thế có quá nghiêm trọng không? Đội trưởng chỉ là nhất thời hồ đồ, mong người xem xét lại. Soạt, đừng đắc ý quá, chiếc nhẫn này tôi rất nhanh sẽ lấy lại nó. Bây giờ mình tiếp quản vị trí đội trưởng, đến lúc sát hạch đội trưởng không phải là lại trả về cho Lưu Ảnh sao? Nhà hàng đại học. Yên Nhiên, Oản Oản bên này. Trước đây bận quá, hôm nay cuối cùng cũng gặp được Yên Nhiên. Yên Nhiên, xin lỗi, anh đến muộn rồi. Cậu sao thế, hoảng hốt gì vậy? Không, không có. Lúc nãy bị tắc đường, tên tiểu tử này gấp như vậy, chắc chắn là đã phạm lỗi gì.
tắc đường. Lúc nãy tôi đi một cái đèn đỏ cũng không thấy. Trên đường xảy ra sự cố. Xảy ra sự cố, tôi thấy là cậu mới đi cùng cô gái này về thì có. Sao chị biết cô ấy? Lúc bắt đầu tôi cứ nghĩ cậu thật lòng thích Yên Nhiên nên mới hợp tác cho hai người. Kết quả cậu một chân đạp hai thuyền. Không phải như thế, sao em có thể ngoại tình chứ? Cái này là hiểu lầm. Nếu như hiểu nhầm, vậy cậu nói xem cô gái này là ai? Em không thể nói. Được, chúc mừng cậu độc thân rồi, chúng ta đi thôi Yên Nhiên. Đừng mà chị oản oản, em nói không được sao? Cô ấy là trợ lý của Hàn Khương Vũ. Trợ lý của Hàn Khương Vũ? Chẳng trách mình cứ có cảm giác người phụ nữ đó rất quen mắt. Cô ta không phải là tiểu lương trợ lý của Hàn Khương Vũ sao? Vì thế sao cậu lại ở cùng với trợ lý của Hàn Khương Vũ? Không lẽ là có quy tắc ngầm sao? Yên Nhiên không phải là muốn có bản album số lượng có hạn của Hàn Khương Vũ sao? Mấy ngày trước em phát hiện một học tỷ đang làm trợ lý cho anh ta, liền tìm cô ấy giúp đỡ. Nhưng cô ta cũng là người cùng mua sắm, muốn em làm cu li cho cô ấy một tuần, vì thế thời gian này em chỉ có thể là người xách đồ cho cô ấy. Vậy cậu đã lấy được bản album chưa? Vốn là hôm nay học tỷ đồng ý đưa, nhưng mà hai người gấp gáp gọi em qua đây, học tỷ nổi giận bảo 3 ngày nữa. Đồ ngốc, em chỉ tùy tiện nói thôi, anh thật sự đi à? Đều là anh không tốt, để em hiểu nhầm rồi. Chỉ vì một cái album của Hàn Khương Vũ có đáng làm như thế không? Được rồi, đừng phát cậu lương nữa. Cậu nói là album này sao? Bộp bộp bộp. Hôm nay tôi vừa hay chuẩn bị quà tặng cho Yên Nhiên này. Wow, sao chị có thể lấy được vậy? Cái này phải làm việc bao nhiêu năm mới có? Cái gì mà việc chứ? Trước đây không phải tôi đã nói tôi làm ở Quang Diệu sao? Mình có thể nói nếu là mình muốn thì mình sẽ có ngay một xe chất đầy không? Đúng rồi, Oản Oản. Cậu nói cậu sẽ đáp ứng mình, đừng quên nha. Sao có thể quên, đợi mình đứng vững trong giới showbiz rồi thì lúc đó sẽ kêu cậu đến làm với mình, ăn ngon uống say. Ừ, mình sẽ cố gắng. Chị Oản Oản, dạy em cách dỗ dành Yên Nhiên đi. Cậu chắc là cậu muốn hỏi một cô gái về vấn đề này. Cậu nhớ cho kỹ đây, dùng thủ đoạn cũng không sánh nổi một trái tim chân thành mà cậu đang có trái tim như thế. Vâng. Nói chuyện đến đây thôi, tôi còn có việc, tạm biệt. Điện thoại hư rồi sao? Lại kêu nhiều như vậy. Cùng Húc, chuyện gì thế này?